IV Moda hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Em nói gì vậy Thư? Lạnh đúng không? Em tham gia 4 mùa rồi. Mùa này là số này là số thứ 4 em ngồi đây rồi nè. Em cảm giác như đây là nhà của em vậy hả? Rồi thế thì giống như em muốn đuổi chủ nhà cũ ra giành luôn nhà này phải không? Em cũng đang nghĩ cái gì đó. Trời ơi. Nè, bỏ liền cái định đó nghe. Hôm nay mặc trang phục rất là đẹp nha. Ra là lấp lánh lung linh. Anh đã ưu ái đi ra cùng với em ra trước cho nó ấn tượng. Hay, nhưng anh thấy ấn tượng không? Ấn tượng. Em ra ấn tượng đúng không? Chào rất dở nha. Cảm ơn thương hiệu thời trang cao cấp IV Moda đã đồng hành cùng với chúng tôi. Dạ, kính thưa quý vị khán giả, đây một người chủ nhà hết sức là thân thiết. Đây, một vị chủ nhà mập nhất show Trấn Thành. Thưa quý vị, thì mập với ốm mình có thể kiểm soát được. Còn những cái bộ đồ mà hộp cỡ đó thì chúng ta không kiểm soát được. Anh, đồ em diêm vúa lắm sao mà xịn á. Thì em nhìn khắp cái phim trường này đi, quay chiếu nhẹ. Đó là một cái loại đồ không nên xuất hiện ở những game show. Dạ vâng. Em ơi, em nghĩ rằng em giới thiệu về chủ nhà Trấn Thành mà em giới thiệu như vậy, dạ, nhưng người ta có nhận em về nhà người ta không? Không không, xịn thấy vậy chứ là xịn một người rất là không để bụng anh hiểu không? Không đâu em, không đâu nha. Nè. Có hả? Chính vì để bụng cho nên cái bụng mới bự. Nè không? Đó. Cho nên bây giờ nè, dùng những cái lời hoa mỹ tốt đẹp giới thiệu về chủ nhà bên đây xem. Và tiếp theo, một người mà Thư hết sức là yêu mến, một người anh hết sức là khó tính đối với Nam Thư, đó chính là anh Trương Giang. Sao em lạnh nhạt với cái lời giới thiệu của Nam Thư quá vậy? Không, em bình thường. Nhưng mà em đang vẫn còn nghĩ về chuyện của Thành là em nghĩ là mập hay ốm nó không quan trọng bằng việc sống hạnh phúc. Và Thành đang sống rất hạnh phúc, thì điều đó là lớn hơn tất cả mọi thứ. Được lời dư cỡi tấm lòng, lát về nhà ăn nữa nè. Chỉ có những cái người mà đang sống hạnh phúc mới thấy được người ta đang sống hạnh phúc. Trương Giang cũng đang sống hạnh phúc. Với những người không hạnh phúc, luôn luôn soi mói người ta, chúng ta sẽ thấy được họ chưa hạnh phúc. Không sao, vì chúng tôi vẫn hạnh phúc. Nếu không quan tâm đến những người chưa hạnh phúc. Không đâu Thành ơi, Nam Thư đang rất hạnh phúc nha. Cho nên hôm nay nhìn thấy thần thái ông tươi rồi. À. Có ai mà hạnh phúc vậy? Em giới thiệu khách mời tiếp theo đi nào. Và khách mời tiếp theo của chương trình chúng ta hôm nay đó chính là Bom. Bom. Chào em. Dạ chào anh. Nghe Nam Thư giới thiệu tên thấy bùng nổ à. Dạ em chào anh Trần Giang và chào anh Trấn Thành. Bạn này là hay đóng với Nam Thư đúng không? Hay đóng cặp với, dạ, Nam Thư nè, nhìn đi nhìn đi. Trên mạng tụi nó là hai đứa đang yêu nhau đó. Có gì không? Dạ không, tụi em là chị em. Hả? Em chị hả? Không, anh. Chứ sao? Chị Thư chị. Thư lớn hơn em luôn đó hả? Dạ chị Thư nhỏ hơn em. Ủa, thì chị Thư nhỏ hơn em. Dạ. Bom lớn hơn em 2 tuổi. Nhưng mà có một cái vấn đề nhỏ nhỏ xảy ra nên cuối cùng Bom phải kêu em bằng chị. Và từ đó là Bom kêu em bằng chị luôn. Thư có nhiều đứa em nhỏ tuổi ha. Chị ơi em. Và bây giờ thì các em muốn về đội của ai đây? Chị Thư không cho em về đội anh Giang. Đúng rồi em. Tại sao vậy? Em thì nói là em nghĩ là Bom nên về đội Thành. Tại vì cái mức độ mặn mà của Bom nó cũng... Bom ơi, bây giờ trong cuộc sống này đến nỗi lựa chọn một đội để chơi game em cũng không có giải quyết được hả? Mà không có cái kinh kiến của cá nhân, đến nỗi một cái việc là lựa chọn về ghế nào ngồi mình cũng không tự làm được, cái đó là không hạnh phúc. Em ok, em hạnh phúc mà anh. Vậy bây giờ em quyết định thế nào? Vậy thôi em về đội anh Trấn Thành. Tôi không nhận. Thành ơi em bao dung chút luôn Thành. Dạ không ạ. Như anh đã nói em để bụng, bụng em mới được. Em thấy em mệt mệt. Welcome ai? Tôi hả bạn? Ừ, mặc dù không thích. Rồi, mời em qua với Trường Giang. Yeah. Và bây giờ xin được giới thiệu với quý vị khán giả hai ca sĩ khách mời của ngày hôm nay. Hãy cùng chào đón Trọng Hiếu và Trúc Nhân.
Anh không xin lỗi em đâu. Anh sẽ khiến em không thể nhớ ai đã làm sai. Oh yes tonight. Anh không muốn cứ phấn chân vì đôi môi này đang bận mời em trên khu mộng say. Cùng những điều hay cho anh em nói yeah. Oh yeah. Oh yeah. Thay vì cứ to tiếng sau em không nói yeah. Oh yeah. Gọi tên anh đi oh yeah. Anh đi vào khu vườn làm em sướng lên bài tình ca vì anh đây từ xưa thế mà. Không em như bao anh ngoài kia, không cần nói những giấc tin cậy vì anh là vậy. Come on now, my baby, my lady, vì anh là vậy. Come on now, my baby, my lady, vì anh là vậy. Xin em thôi cho khuôn mặt ngắn dài, giờ lại nhạt chờ làm hoa đi ngày mai. Sự thật trong hiểu cho muốn bên ai. Ngoài em xin đừng giận hơn làm chi, rồi bỏ đi thay vì cứ than vãn. Come on. Oh yeah. Oh yeah. Thay vì cứ to tiếng sao em không nói. Oh yeah. Gọi tên anh đi. Won't stop it baby. Ooh. Anh đã đi vào khu vườn làm em sướng lên bài tình ca vì anh đây từ xưa thế mà. Không yêu em như bao anh ngoài kia, không cần nói những sát thiết cây vì anh là vậy. Ooh. Come on now, my baby, my lady, yeah, yeah. Vì anh là vậy. Ha ha ha.
sẵn sàng hát với nhân đoạn đêm khúc chưa nào? Tôi ôm đàn và hát đi xa cùng bè bạn, ước mơ con là vòng quanh thế gian. Tôi vô tình là thế, hay quên gọi về mẹ, ước mơ của mẹ là hãy con về. Tôi ôm đàn và hát đi xa cùng bè bạn, ước mơ con là vòng quanh thế gian. Tôi sơ sát đi nhiều khi mới quen người yêu, thời tôi mới biết đi làm em cứ hay cảm giảm. Người yêu nói tôi nghe tuy lời hơi khó nghe, em nói hay hơn lời của mẹ. Thấm thoát lại thấy tôi chẳng thiếu điều chi, lắm lúc lại thấy tôi chẳng có gì. Phải chăng lớn khôn hơn hay càng ngu ngốc hơn, tôi muốn nghe thêm lời của mẹ. Cánh tay của mọi người đưa lên cao và vỗ tay theo trung nhân được không nào? Yeah. Vỗ tay thêm nhiều liệu nào. Tôi ôm đàn và hát đi xa cùng bè bạn, ước mơ con là vòng quanh thế gian. Tôi vô tình là thế, hay quên gọi về mẹ, ước mơ của mẹ là vòng quanh thế gian. Tôi vô tình là thế, hay quên gọi về mẹ, ước mơ của mẹ là hãy con về. Vỗ tay thật lớn lên nhân nào. Hey 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 ha. Bên này dễ thương quá ha. Hãy dành đoạn cuối cho mẹ của mình nhá. Giờ tôi nhớ những cảnh sông. Giờ tôi mới biết vâng lời thương lắm khi mẹ cười. Giờ tôi muốn lắng nghe cho dù lời khắt khe, không biết bao lâu còn có mẹ. Ngày thơ bé ngu ngơ ai chẳng hay khóc nhẹ, nay lớn cơ sao lại khóc nhẹ. Giờ tôi muốn lắng nghe cho dù lời khắt khe, không biết bao lâu còn có mẹ. Gì vậy Thư? Gì mà nào thét kiểu vậy? Hồi nãy là em ra chung với anh đúng không? Thì bây giờ em xuống đó em đứng chung với anh lần nữa được không? Chi vậy? Không, em nghĩ là mình phải làm cho tròn trách nhiệm, chừng nào bắt đầu xôi thì thôi. Ok, đứng bên đây. Nè, thì đứng kế bên anh. Trời, đúng không? Đứng mà kế bên thằng em tôi mà nó hàng học cái con này. Sao vậy em? Trúc Nhân dễ thương mà hát hay đẹp trai mà em làm gì vậy? Đó, anh thấy thái độ của em với Trúc Nhân rồi đó. À, thật ra thì em cũng không thích Trúc Nhân lắm. Cái áo này ai mua cho em mà thấy ghê vậy chứ? Cái gì áo gì mà te tua vậy? Yeah, anh. Ủa áo này. Cái áo tôi có lỡ đi Thái, tôi có lỡ tặng cho con nhỏ đó. Thư, bữa nay em nói cái gì cũng sai rồi. Hết nha Thư nha. Em sợ quá, em nhức đầu quá. Em có kêu không em? Em ok. Em hơi đau. Cái gì vậy? Em say sẩm hả Thư? Em say sẩm hả? Em Trúc Nhân đè xuống mắt gió giùm anh coi. Trời, sao nó thiệt cũng tán con rớt hột với cái đầm xuống ghê vậy thiệt. Dạ vậy. Giả tạo dễ sợ luôn thiệt á. Thấy trai nào đẹp là tự nhiên say sẩm nghe mà vậy đó. Mà thấy ông Hiếu nó không có muốn nhìn luôn á. Tại vì gu Hiếu phải là dạng này. Không phải dạng này được, sao mà bồ bập như được. Em cứ ngã một lần nữa đi. Chị ngã em lên đó, chị ngã em lên. Hiếu dễ thương quá. Tí xíu nữa Thư tư vấn nha. Khi mình chọn đội để về á thì Thành là một người trong cái show này hết sức là hoạt bát, dễ thương, đáng yêu, đúng không? Trời ơi, rất là nhiệt tình với khách mời chơi. Trời ơi, thưa quý vị, Trấn Thành chỉ là phương tiện để Thư đã tính. Chỉ là phương tiện thôi.
ông phủi quá chứ phủi. Nên về đội anh Thành, trong hậu trường Hiếu cũng chia sẻ rồi, tức là Hiếu gặp anh Thành rồi thì về nói chuyện dễ dàng hơn, hiểu không? Cứ về đó, Thư ngồi sẵn đợi Hiếu. Ủa em mới nghe là Tuyết Thành tặng em áo này thiệt hả? Dạ anh mua cho em. Em hài lòng không? Thấy chưa? Mọi người có cái vấn đề gì về quà tặng của tôi hả? Em có nhớ luôn. Các bạn nghĩ sao về cái áo này? Ok, áo này của Trân Thành tặng. Em ơi, áo này ai tặng em? Stylist tặng cho Hiếu. Stylist tặng cho em. Ok, đẹp lắm nha em, đẹp lắm. Lần đầu tiên đến với chương trình này, bây giờ em muốn về đội của ai đây? Đi theo ai à? Mọi người, Nam Thư á. Wow, sợ là Nam, chị Nam không Thư biết chọn ai vậy, đi về chìm tất cả mọi người luôn đấy. Không sao đâu em thích ở đâu, em cảm giác rằng em ngồi đâu an toàn thì em cứ về. Tất cả mọi người nó mới ghê. Anh Nghĩa, anh làm cái hành động gì vậy? Thứ nhất là thì Hiếu muốn về anh Trấn Thành, tại vì là hai chúng mình có qua làm việc với nhau rồi. Và anh Trấn cái Thành hiểu cái ngôn ngữ của Hiếu, ngôn ngữ của Hiếu không hề dễ đâu. Khoan. Tức là Hiếu nói rằng là Thành có thể hiểu được Hiếu nói cái gì. Khoan, Hiếu ơi, em không có ý định là cho khán giả truyền hình hiểu em nói cái gì hả? Tiếng Việt của em hơi là bập đấy. Không, tiếng Việt em rất là giỏi đó. Ok không anh? Ok. Ok, vậy thì em về đội nào. Thế thì Hiếu thoải mái thật sự, Hiếu ok, thoải mái. Không nghe đúng không? Rồi, mời em về đội Trường Giang. Trời ơi. Về Trấn Thành. Ngăn cách một mối tình. Ngăn cách một mối tình. Tom, chị nghĩ là mình sống mình phải biết điều. Thôi, đi. Qua bển anh Thành đâu có nhận em đâu. Được, Thành ơi. Thôi vì em bước. Kêu tôi đi. Thành ơi. Thành. Dân, nãy em định nói gì? Thôi, nhường cho em đi. Được rồi. Bước qua. À, Hiếu là anh em mình có nhớ là hồi có đi Đài Loan gì với nhau. Rồi. Dạ. Mấy em về đội mình. Mấy cái game mình cũng có gặp nhau mà chưa làm việc kỹ. Còn anh cái lúc anh đi Đài Loan đó không có em đúng không? Đúng rồi. Dạ. Anh với Trúc Nhân á thì thân hơn. Vâng. Em có thể nhường cho Nhân qua đi ngồi được không? Được. Okay. Anh Thành có nhận Hiếu không? Em nói chưa hết câu, Hiếu có thể nhường cho Nhân. Vâng. Cái đó là cái gì với ông Giang? Sao anh? Ông bà tới đây là bỏ của chạy lấy người. Đúng rồi. Và bây giờ mình sẽ gặp gỡ với 7 thí sinh của ngày hôm nay trong vòng hóa thân. Và đây là 7 người chơi của ngày hôm nay. Xin mời các bạn. Mỗi người là một ngành nghề khác nhau. Giờ mà số 1 thì ghét không? Nghề nghiệp của bạn ấy là giặt ủi. Mấy cái tiếng nói ban đầu là xử lý âm thanh cho méo tiếng đi, nhưng mà cái âm thanh cuối cùng mà em phát ra là cái giọng thật của bạn ấy đó. Bạn tính giặt đội nhà, hãy tới luôn, nói đi gì đó. Nhưng mà em thấy là không phải. Thì dĩ nhiên không phải rồi, đây là một hình thức quảng cáo trá hình. Đúng, không quảng cáo trắng trợn. Nếu mà đã quảng cáo trá hình như vậy thì còn nói gì nữa. Loại. Phải dòm. Không, cái cô này là cô là diễn viên thôi. Và cô rất là thích hài hước.
và cổ hát rất là dở chứ cổ không thể nào là người hát hay được. Tại vì thường á, lúc nào chúng ta cũng sẽ có cảm giác là những cái người mà khùng khùng điên điên gì nó làm lố lên là sẽ không hay. Nhưng mà cái cô này sẽ tự nhiên cái cảm giác tôi lại thấy hay nhiều hơn. Và các bạn này nếu như mà hát là có lẽ hát những cái bài nhạc mà trẻ, tuổi teen, dễ thương á. Hồi nãy ngay cả khi mà bạn hát á, bạn cũng cố gắng hát cho over, hát cho cho mình cảm giác là không hay, nhưng mà có lẽ bạn đang che giấu một điều gì đó. Ừ. Em thấy bé quay mặt qua nhìn cái cưng. Ôi nó dữ quá, loại. Trời đất ơi, như con cám vậy thì nó ác vậy sao. Mặt nó xinh gì mà giữ cái gì. Nó liếc em anh ơi. Liếc đó, đó, liếc liếc nó trội như vậy. Trời đất ơi, em còn giữ hơn người ta. Cứ chơi game show rồi. Chứ anh có cảm giác nha cưng, giặt đồ là không có đúng với lại cái nghề nghiệp của em rồi đó. Với lại sao lại có cảm giác là bạn chỉ vui tính và bạn rất hoạt bát nhưng mà không cảm nhận được đây là một người hát hay. Đúng, đúng, đúng. Dạ. Hiếu thấy là Hiếu nghĩ là giặt đồ là cái này hơi ảo ấy. Và đâu mà em này bắt đầu hát thì Hiếu cảm thấy cái khẩu miệng nó trông. Cái khẩu là cái miệng đấy. Ừ, đúng không? Cái khẩu ở cái miệng khẩu đấy. Khẩu hình đấy. À, cái hình của khẩu miệng à? Hình của khẩu. Đấy là khẩu hình Hiếu ạ. Thì là cái khẩu hình của cái miệng đúng không? Trời, khẩu hình nó đã là cái hình của cái miệng rồi, cái khẩu nó là cái miệng này Hiếu ạ. Rồi, đấy, em biết là anh Thành hiểu em mà, như thế là cái khẩu anh đổ. Như thế là cái khẩu hình thì Hiếu cảm thấy là không hát hay được. Và cái nốt cuối cùng ấy kiểu đấy. Thì anh cũng nói có lý là kiểu có thể là bạn ấy làm over một tí nhưng mà cố tình để che giấu đấy. Còn Bom em thấy sao? Dạ em thật sự chưa nghĩ ra. Đó. Mấy vô phòng makeup ngủ giấc đi rồi ra quay tiếp. Thiệt. Anh thấy anh Trấn Thành nói cũng có lý à. Em bắt đầu có vấn đề nhìn đứa để râu rồi đó nha. Tiếp theo, bạn số 2. Với cái bộ trang phục này thì công việc của anh ta làm bán đồ thân thiện môi trường. Thôi. Ông đi hết nguyên một cái clip luôn, cuối cùng ông phóng xuống chụp cái đồng hồ. Sao em có cảm giác là anh hát hay mà ảnh còn thích hát mấy cái dòng nhạc mà hơi rock một tí nữa. Trong chương trình của chúng ta hiện tại là sẽ có hai ca sĩ nam. À, thì phải có nam hát với nam. Ừ. Đúng không anh? Không. Không hả? Không. Chương trình không quy định là nam hát với nam vậy hết trơn á. Hay là hay dở là dở vậy thôi, nam nữ không phân biệt. Thì trong này trên cái dàn đội hình chúng ta chỉ có ba nam. Thì chắc chắn trong ba nam này phải có một người hát hay. Ai nói chị ba nam vậy? Nãy Nhân nó hỏi ai nói chị ba nam, phải hiểu ý của Nhân nó nói. Nhìn như vậy chắc gì đã là nam. Không, tại vì em thấy nhiều hơn mà. Sáng mắt chưa? Sáng mắt chưa? Sáng rồi. Em có cảm giác là bạn này sẽ hát không hay. Không hay. Thư ơi đúng rồi đó. Gì hết xin. Em cũng nghĩ là hát không hay. Hát không hay luôn. Hiếu nghĩ là bạn ấy thích hát nhưng mà không hát được. Và có thể là hát ở trong nhà tắm một mình thôi. Hiếu có hay hát trong nhà tắm một mình không? Hiếu không chỉ hát một mình trong nhà tắm nữa chị Thư ạ. Hiếu còn làm những cái điều khác nữa. Ước gì là cái nhà tắm. Thư ơi, cũng không hy vọng là Thư muốn vào cái nhà tắm đó đâu. Không phải Thành ơi, em không nghe hả? Giờ Thư nó xuống cấp tới mức nó ước gì nó là cái nhà tắm kìa. Bom, nói cho anh nghe xem, cảm nhận của em. Thật sự vẫn không phân biệt được này luôn á. Này chưa tắm nàng, này chưa tắm. Em có linh cảm vậy anh? Chưa về phân tích này em cũng không biết phân tích làm sao nữa. Ê mấy giờ mấy lát gửi mail cho chương trình đi. Muốn gì gửi mail thôi rồi khỏi nói, lấy cái hình để yên vậy thôi. Để đó em nói cảm nhận của mình rồi đó. Anh cảm ơn em, cảm nhận em thật tuyệt vời. Tiếp, bạn số 3. Rồi cái tướng sang chảnh. Trời ơi.
ngồi làm neo. Neo sợi dây chuyền vàng mà sợ ai? Không ai thấy cẩm trưng ra ngoài vậy. Không biết làm nghề gì luôn, mời mọi người coi. Thôi ông Hành, bỏ đi ngắn rồi. Ăn đi, bỏ ổn lắm. Ông Hành, bỏ đi, muốn làm ông đó. Ăn đi. Ngồi đây. Anh chị có biết á, thật sự để làm ra hạt gạo này thì có bao nhiêu công sức, mồ hôi của bao nhiêu người không? Tại sao có mà không ăn hết, mà lại đi bỏ bữa? Rồi anh chị không biết quý trọng công sức của người ta vậy, sau này không có mà ăn đâu. Ủa, anh là gì? Tôi là người trồng lúa. Tôi là gì? Tôi là người trồng lúa. Ngoa, ngoa. Nghề nghiệp bạn ấy là trồng lúa. Với một cái kịch bản nhảm nhí như vậy thì thiết nghĩ chúng ta để đi làm gì, đúng không? Loại. Đâu mà Hiếu nhìn thấy cái mặt thì Hiếu bảo là à không, bạn này kiểu như là đang ngủ gật hay sao ấy. Nhưng mà đâu mà bát, bạn nghe được cái nốt cuối thì phải có kỹ thuật giữ được cái nốt nó đẹp như thế. Nhiều khi ông hát tròn một câu dài mà chỉ đúng được cái nốt nó đẹp thôi đó em. Bạn này thì hơi rõ, tại cái nốt nó hơi rõ quá. Em đồng ý với Hiếu. Đúng không chị Thư? Thư nhỏ hơn Hiếu 2 tuổi, đừng kêu Thư bằng chị, thiệt buồn quá à. Hiếu 87 à, chị Thư, à em Thư à. Em mới 90 à, em nhỏ Hiếu 3 tuổi lận. Đâu Hiếu đùa, Hiếu 92. Trời. Hai người này quăng miếng, quăng xuống biển giùm tôi. Không vui miếng nào luôn á, trời thiệt á. Trời, bây giờ từ đây đến cuối chương trình có cách nào tách hai đứa nó ra khỏi chương trình không em? Tách ra cỡ này mà chưa vừa lòng nữa đó. Trời ơi trời thiệt á, nãy đáng lẽ anh cho ngồi đây cho rồi đi, rồi hai đứa nó ngồi kế bên nó muốn nói gì nó nói. Anh để nó qua hai bên, cái lắm là bắn lại bao nhiêu người phải nghe khổ vậy. Sao người ta lại cho mình nghe một cái nốt cuối cùng của cậu này nó hay như vậy ta? Nó đẹp, nó lộ liễu. Nhưng mà chắc là sơ suất của bà Ngân đó. Thiệt. Bữa đó tối đang buồn ngủ, thấy không? Dặn lính, ê, về đi cho chị nha. Quỷ lính thấy này đẹp trai nhiều khi mê, khoái để đúng cái nốt đó. Mai bà Ngân, trời sao hay như vậy? Nhưng mà không kịp nữa rồi, lỡ phát tiếp rồi. Thấy không? Chưa có duyệt lại, anh hiểu không? À. Đó, đây là sơ suất của bạn Ngân. Em nghĩ là hát hay. Bạn này chắc hát cái dòng ballad rồi này kia ok lắm nè. Anh, em nghĩ gì nè, cái này nó rõ quá rồi, anh qua lẹ. Chứ con số 4 nó mài gần hết cái gót chân kia rồi. Anh lại lẹ đi anh. Dạ. Rồi, đây, bé số 4. Có vẻ công việc cũng lam lũ chà gót chân này kia, mà cũng còn nhớ ngoéo hai cọng tóc cong 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 xuống vậy nữa. Mời mọi người xem. Sao các bạn lại cười? Bà Ngân biên tập chương trình này càng ngày càng đỉnh. Em hỏi thiệt nha Nghĩa, Ngân nó muốn gì ở chúng ta vậy? Nó muốn gì ở chúng ta mà nó cho mình coi cái gì vậy? Hỏi thiệt là nó muốn cái gì? Làm tao ấy lao thiệt kịch bản vô rồi là cái gì? Ca này hơi khó anh Nghĩa. Hiếu nghĩ là đánh đá gây gớm, đúng không? Nhìn vô đó mà thấy đánh đá gây gớm luôn hả? Có cái kiểu đấy, giống anh Thành thỉnh thoảng ấy. Cái gì vậy? Thỉnh thoảng. Sao em lại nói anh vậy? Không sao, chuyện bình thường mà. Anh đánh đá mình thỉnh thoảng một tí. Là có phải không? Đúng rồi. Ừ, không anh cũng nghĩ vậy. Đúng không? Có, anh có. Hiểu biết mà. Ừ, cảm ơn Hiếu. Nhưng mà hai đứa nói anh không nghe cái gì luôn á. Chị em hiểu Hiếu. Đúng rồi, đấy, chỉ anh Thành hiểu Hiếu đấy. Không mà hát thì Hiếu lại nghĩ là hát được ấy. Hát được à? Ờ, Hiếu lại vì nghĩ là sao? Hát được. Chỗ nào? Tại vì kia đâu mà ơ, kìa kia ơ nó có cái nghệ thuật gì ở trong đó ấy, Hiếu không giải thích được. Cái thật nghệ thuật gì cảm trong giác đó. Em có cảm giác là bạn này hát không hay. Được, anh cũng vậy. Dạ. Em cũng nghĩ là không hay. Cô này có làm ba cái sàm sàm thì được, chứ không hay đâu, cô này giống cô số 1. Hiếu à, cho dù à, tất cả mọi người quay lưng với Hiếu thì chỉ còn một mình Thư đứng đó đợi Hiếu thôi. Ok em. Hiếu, em, à, em mới làm cái đây động tác gì vậy? Trời. Đây nè.
Của em mà. Anh đã lấy rồi. Của em mà. Nhân chịu không? Nhân chịu không? Nhân chịu không? Đỏ mặt hết rồi nha. Anh tưởng Hiếu chưa từng hôn em luôn hả? Có chuyện đó là sao? Tụi em chào nhau xã giao hay ôm hôn là cái chuyện văn hóa bình thường của phương Tây mà. Nhưng mà không phải là của Việt Nam. Không có ai đàn ông nào ôm hôn nhau hết em. Anh em chào xã giao nha. Xã giao hả? Nó nghe nè, chẳng có giao chứ không phải chào xã láng mà nội đi về. Đi. Chào xã láng. Rồi, mình đi tiếp nha, bạn số 5. Cô này làm đồ handmade. Bom, em thấy sao nè? Em nghĩ bạn này hát hay anh. Tại clip nãy giờ, trong mấy clip này em coi là em hiểu nhất á. Có đầu tư vô. Bom nó chân quá. Không, bom nó đúng. Bom nó chân. Tức là coi làm được handmade, clip chiếu lên nội dung làm handmade dễ hiểu nhất. Dễ hiểu nhất. Không mà thiệt luôn á. Clip nãy giờ là giống người coi nhất. Nãy giờ nó cho mình coi gì đâu không, mình thế giới động vật gì không mà. Chưa đồng ý. Để làm cái công việc này thì là phải rất là khéo léo. Và cái này cũng liên quan với những cái nghệ thuật. Thì Hiếu cảm thấy là em này hát được. Em thì coi cái trong hình là tin á. Nhưng mà nhìn cái cô này ngoài đời thì không tin cô hát hay nha. Do cái cách cổ giận nội công đó. Riêng cái clip của bạn này thì em cảm nhận được cái sự chân thực. Chắc có thể là bạn này. Tại vì cái này... clip này không có diễn gì hết á. Dạ. Mà cái cách bạn lấy cái chai keo á, mà cái cách bạn chấm keo á, nó không phải là đổ chút cái đầu xuống mà nó nghiêng nghiêng á. Thì hồi trước á, lúc mà em học mỹ thuật em cũng hay làm mô hình lắm. Thì em cảm nhận được cái sự biết chân đâu thực là bạn này cũng học mỹ thuật giống như em, chưa chắc gì hát hay nha. Dạ. Mà em thấy trong clip gì ở ngoài em đều cảm nhận được cái cảm giác là bạn này hát hay. Bây giờ nè, đang mê con Hải Triều số 6 này nè. Rồi, thì bây giờ mình đến với bạn ở vị trí số 6. Bạn ấy công việc là cho thuê đồ hóa trang. Đắc nguyên nữa. Đó, cho nên hồi nãy em nói đâu phải ba nam đâu. Ủa đẹp quá vậy. Thưa anh, thì cái bạn này là bây giờ tay chân về hình hài, vóc dáng, mọi thứ nha. Ngay cả tay vẫn để móng dài này nọ, là có nghĩa là bạn này cái niềm đam mê được trở thành phụ nữ của bạn rất là rõ ràng rồi. Thì có nghĩa là bạn có chỉ có thể là, một là bạn muốn trở thành gái thiệt, hai là bạn làm cái công việc là drag queen, là tối đi diễn giả gái để là đi nhép show. Thì chắc chắn những người làm drag queen thì rất là giỏi nhịp, giỏi nhàng, nhép rồi làm được mọi thứ rất là hay. Đúng rồi. Nhưng mà chỉ là nhép thôi hả? Dĩ nhiên đa số là nhép, nhưng trong đó sẽ có vài trường hợp là hát hay thiệt luôn nha. Chứ không phải drag queen nào hát cũng dở đâu. Thì cái bạn này hồi nãy cái miệng anh thấy không? Cái phần cuối hát một cái bài gì đó không biết, nhưng mà có vẻ là cho mình thấy là anh là nhịp nó từng chữ, ví dụ như là nắng có còn vương trên môi em à, vậy không là cho mình biết vậy đúng không? Dạ em chắc chắn luôn, hát dở. Dạ. trời thể hiện đó. Dạ thể hiện nên là hát dở. Em cũng nghĩ là cái bạn này hát không hay đâu. Còn Thư nào mèo em nghĩ là bạn này hát không hay. Bây giờ Hiếu thử đi trái ngược ý coi nó nói làm sao. Thật sự là Hiếu không đi trái ngược, thực sự là vợ mình mà. Không, không tuy là mình là hai đội khác nhau, nhưng mà
Không, anh theo em, lần này anh theo em. Dạ. Và anh đồng ý. Em cũng đồng ý. Tao không đồng ý. Ê, sao mời em vô số này vậy anh Nghĩa? Anh buồn quá. Còn Nhân hả? Em hả? Em hơi sử dụng cái giác quan của mình quá, cho nên là lúc mà bảy bạn vừa bước ra một cái là trong đầu là mặc định, à, số 6 sẽ hát chung với mình. Số 6, em là có passport 5 năm. Nó lắc đầu từ chối kìa. Từ chối luôn. Lắc đầu từ chối kìa. Vậy là muốn hát với Hiếu, em muốn hát với Hiếu đúng không? Em không ưa Nhân đúng không? Không em thích Nhân. Em thích Hiếu đúng không? Trời, cái mặt phải chảnh đi ghét. Quan gia ngõ hẹp. Số 6, anh nói em nghe, em khờ lắm, em mới nói ra cái điều này ngay đầu tiên. Bây giờ em nói em thích Hiếu là em chết với Nam Thư, nó loại em liền. Không cần Nam Thư, tôi cũng loại. Trời, sao vậy? Sao vậy? Thấy anh chị em loại liền luôn. Chết rồi. Bé khờ, đẹp mà khờ. Lát ngồi Hiếu cũng loại nó luôn nha Hiếu. Đây, anh bạn số 7. Cặp bộ bánh kem cưng không? Làm nghề bán bánh kem. Thế mình mới đây anh Thành kìa. Trời ơi, cái nét đó mà bán bánh kem tôi quánh chết. Trời ơi, mấy bà bên kia kìa. Gì vậy? Ôi gì vậy? Gì vậy trời? Trời ơi Ngân. Ngân ơi Ngân, mày điên Ngân không? Không ai mày điên Ngân ơi. Trời ơi trời, nó hát gì vậy trời? Thằng nhỏ nó cười với nó chưa có hát. Nhỏ cười chưa hát nó quay hình luôn à. Tắt luôn. Tắt luôn. Ê Thành, nhưng mà em để ý không? Tức là bé nó đang mắc cười một cái chuyện gì đó, nó cười thiệt chứ không phải là diễn. Thì đó. Chắc là Ngân đứng trước á, kêu nó làm cái gì đó cho nên nó mắc cười quá chứ chưa kịp hát, có nghĩa là sao? Hát giỡn hay nè, thí dụ nha, thí dụ nãy nó đang ca nè, anh đang ca đi, ca này ca đi. Mày ca hay đi, lát tôi gả chồng Hiếu chứ mày. Vậy đó. Vậy đó. Trời ơi, Ngân gì vậy, nó ghê quá anh ơi. Cái gì nó không dám làm hết đó. Không, nhiều khi là hát dở thiệt. Hát dở thì không có cái nốt nào mà chọn cho được luôn á. Chắc vậy luôn á. Lấy cái đó quay 8 shot rồi không dính cái nào, cái Ngân tao tán vô mặt mày vậy. Thấy luôn. Thật ra mọi người biết vì sao chọn cái đó không? Tại sao anh? Cách đây một tháng trước là cái đường mà ngập nhiều, ra tới mấy đoạn đường nhiều quá rồi. À, Nguyễn Hữu Cảnh. Ngập dữ dội. Thì cái cậu mà giữ cái thẻ nhớ mà mấy cái cảnh quay đi ngang qua đó, thẻ nhớ trâu gì hết. Trời. Còn lại đúng một thẻ nhớ là có cái file cười đó. Lấy là dùng. Là file scene. Đúng. Lấy dùng. Lấy luôn đúng không? Dạ. Lấy luôn. Ủa nó vậy thì hay hay dở theo em? Dở. Dạ. Nó không liên quan. Mà nó không liên quan gì. Nhân, sao em? Em thấy cũng không hay anh. Không hay luôn. Dạ, bài này hát khác mắc cười lắm á. Chắc là ok, công việc thì chắc là tạo ra rồi. Tại vì là Hiếu hồi xưa cũng chạy bàn ấy. Thì chạy kiểu cầm cao này là mỏi cái tay luôn. Thế là kỹ thuật của cái cờ chạy bàn này là không chuẩn rồi. Ủa, cái này là bánh kem mà đâu chạy bàn gì? Ý là cái tay để đúng không? Nhưng mà cầm cái này đúng đó. Không? Giới thiệu cái bánh kem là đây, xin lỗi, đây cho anh Thành ăn này. Ví dụ thế thì cũng phải bê đấy. Thì là phải bê đây này cho nó nhẹ hơn. Nếu mà bê cái này cao quá thì nó mỏi cả tay luôn. Em hiểu. Đúng không? Thành muốn khóc luôn kìa. Anh có hiểu không? Anh cứ nói vậy, anh cứ đợi đi. Anh cứ đợi đi. Nhưng mà Hiếu lại có cảm giác là có cái gì hay đó. Thật sự Hiếu cảm giác là có thể bạn này rất là vui tính, bạn này không coi đấy nghiêm túc quá, nhưng mà Hiếu cảm giác là bạn đấy có hát được và hát mấy cái bài nhẹ nhàng, đánh đàn với cho các bạn gái. Ê! Anh ai số 1 ca dở? Tại sao? Nãy Hiếu đang bình luận về số 7 cầm bánh, cái số 1 quan liếc Hiếu ngó nhiều chuyện kia, em vô tình em thấy cái phát hiện cái đứa sợ cái đứa quay mà. Mà cái nét quay qua là cái nét hát dở. Vậy cái nét hát hay nét đó sao em? Thí dụ nha, anh thí dụ nha. Nếu mà quay qua hát hay thì sao? Bây giờ anh giả bộ nói đi, em đang nhiều chuyện nha. Nói nè. Nét quay nét hát hay nè, đang ngó nè. Đang ngó nè. Thấy nè, anh thấy nè, thấy nè. Thấy nè. Đó là hát hay anh thấy không? Đây giờ chỗ nét hát dở nè, nét quay qua bị phát hiện hát dở nè. Đang nói nè, đang nghĩa nè, phát hiện. Phát hiện. Nó lộ liễu. Nó không giữ bình tĩnh, nó bị lộ liễu, nó bị giật mình. Nó lắc đầu kìa.
hai nét này hát dở hết. Ủa là sao bà quên ông số 7 của tôi rồi? Thôi số 7 mình tạm gác lại đi. Gác luôn hả? Số 7, hồi nãy mình nói gì số 1, nó vẫn nhiều chuyện nên nó ngồi nó nghe. Số 7 có nhiều chuyện không? Nó nghe. Nên mình nói số 1. Nó nghĩ là thoát nó rồi. Cái nét quay qua sao? Cái này số 1 nó ngồi nhìn. Phát hiện nè. Vậy là nó hay hay dở? Dở luôn. Ôi dạ. Hai đứa nó bạn thân nha. Dạ. Rồi, vậy thì bây giờ mình sẽ hội ý với nhau nha. Dạ. Chọn ra một người hát không hay. Bắt đầu. Dạ. Số 3. Sao rồi, hai gia đình? Rồi, chúng mình chọn loại... Rồi... Từ từ... chọn... Đấy, mọi người lại làm cho Hiếu mất tập trung quá. Thằng này... Chúng ta... Có một mình ông mất tập trung chứ mai làm thì ông đơn. Rồi... Bình tĩnh nè. Bình tĩnh. Ok, bình tĩnh nha. Rồi... Mình phải phân tích trước rồi mình mới đưa cái kết quả ra nó mới hồi hộp. Nói sao cho người ta nể mình coi. Còn phải phân tích nữa. Phân tích chứ, mình phải nói, mình rào trước đoán sau để người ta đừng đoán ra số mình muốn chọn, hiểu không? Thôi bây giờ này đi. Anh phân tích đi. Sau, anh có lòng vòng xung quanh đi xong là trọng Hiếu sẽ. Vậy mà để tao nói luôn cho đầu đi chứ mình. Ở đấy thì ok thì Hiếu nói thẳng nhá. Nó kêu em nói là em phải nói chứ. Em phải giả bộ em đi làm vòng để cho người ta không biết mình trúng số mấy, cái cuối cùng anh chốt à, này okay. Hết hồn mày hiểu không? À ok. Ok. Rồi, có thể mình chọn mình loại số 7 nhỉ, nhưng trời mà chưa chắc chắn. Tại vì là có người khác, mình cảm thấy là bạn đấy thích ra là cái kịch bản này không hiểu tí nào. Em hối hận khi em kia nó nói lòng vòng đó anh Nghĩa. Nói vô thì đồng tâm luôn. Em hối hận khi em kia nó nói lòng vòng. Nói luôn là lòng vòng thế nào. Anh muốn em nói lòng vòng mà đúng không? Lòng vòng mà. À, anh sẽ cho em thêm một cơ hội nữa. Mình loại số 2. Hả? Chưa. Vô trọng tâm. Vô đúng luôn. Tao nha, tao mà số 2 nó hát hay nha là không bạn bè gì nữa nha. Thưa quý vị, bà con mình có câu tối lửa tắt đèn có nhau chết già. Yeah. Đúng là không bằng lại hiền gần thôi mà thôi. Hồi nãy tôi nói vậy thôi đừng tội nghiệp nhỏ mà thiệt á. Đúng không? Đúng 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 đúng. Đúng. Nãy tôi ghẹo. Số 1. Trời ơi. Mặt bé nó buồn rồi kìa Giang. Trời ơi nó nhăn. Hồi nãy tôi ghẹo đúng rồi Giang. Chết rồi, có nào khóc không kìa mặt kìa. Khóc mặt tôi có thao giờ đó. Nãy tôi ghẹo nhỏ thôi à. Biết thì sao giờ đó. Chỉ vì một cái nét nhiều chuyện của em anh Thành anh phát hiện ra. Mà bây giờ không phải anh nhưng mà nhiều chuyện kệ người ta mình nói vậy thôi. Ai biểu em nói chi vậy? Nhưng mà em đâu có chọn nhỏ đâu. Nhưng mà em nói cho người ta chọn thấy không? Đúng rồi, đáng lẽ không chọn số 1 mà tại vì bạn chọn số 2 nên cái chiêu đó gọi là chiêu ném đá giấu tay đó. Trời ơi thiệt luôn á, tự nhiên cái càng buồn. Bây giờ anh mới thấy cái người nhiều chuyện là em á Thành. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng không? Con bé nó dòm chỗ tay luôn kệ nó đi. Trời giữa tay kìa. Giữa tay kìa. Không giữa tay nó hận. Nó dòm kệ nó. Giữa tay nó khóc kìa anh ơi. Nó khóc kìa. Nó khóc kìa. Tự nhiên rồi em quay qua em chọn bé anh nhờ đi. Mấy người đổi đi mấy người ơi. Hát với con tôi quá à. Em quên hát với em tôi quá à. Mẹ ơi. Khóc kìa. Càng buồn tôi càng muốn loại nó đá cái nư dễ sợ. Con cát. Em vực dậy tinh thần mọi người chứ sao mọi người chọn xong rồi xuống tinh thần quá vậy. Em con là má vậy? Con cám. Mà má con cám chưa bằng cái nư của em. Em bằng bà ngoại con cám đó. Nhưng đừng có bám díu dành hết trơn trội đó. Bữa nay em thấy được cái mặt của em ác quá luôn à. Ôi cái con nhân nó ác mặt. Nãy định chọn số 6 đó. Tự nhiên đứng lên kia số 1. Trời ơi số 6 ba liếc kìa kìa thấy không. Nó ba liếc kìa. Mời em gái số 1 ra đây hát. Hát hay một cái là cầm thao đồ tạc liền cho anh nha. Trời ơi thấy thương chưa kìa. Mặt thần nha. Cái cô này là cổ là diễn viên thôi và cổ rất là thích hài hước và cổ hát rất là dở chứ cổ không thể nào là người hát hay được. Tại vì thường á, lúc nào chúng ta cũng sẽ có cảm giác là những cái người mà khùng khùng điên điên gì đó làm lố lên là sẽ không hay. Và các bạn này nếu như mà hát là có lẽ hát những cái bài nhạc mà trẻ tuổi teen dễ thương á. Có lẽ bạn này che giấu một điều gì đó.
nha, bạn thật nha. Cùng anh băng qua bao đại dương, hãy cùng anh đi từng ngàn con đường. Cùng anh băng qua bao đại dương, hãy cùng anh đi từng ngàn con đường. Cùng anh băng qua bao đại dương, hãy cùng anh đi từng ngàn con đường. Yêu anh như trời, xanh ngàn những giấc mơ tan và đời vẫn thế. Ôm ấp những giấc mơ dài, đi tới khắp chốn xa xôi và đời vẫn thế. Vẫn thấy trôi tháng năm dài, mình có đôi. Dù là ngày mưa hay nắng xanh ơi, vẫn mong cùng người bước qua. Nắng đây em chợt hơn đi để chẳng lãng mất nhau dẫu mai về đâu. Sao linh ngàn mọi buồn bề, mọi lo lắng nhẹ như mây bay. Suốt môi em chặt hơn đi, đánh dấu yêu ta không nhạt phai. Có anh bình yên bình yên, ngoài kia bão cũng hoa siêu giang. Và em à, nếp sau lưng em mọi buồn bề, mọi lo lắng nhẹ như mây bay. Siết môi em chặt hơn đi, để những dấu yêu ta không nhạt phai. Có anh bên em bình yên, ngoài kia bão cũng hóa dịu dàng và ấm áp. Nghe không? Con bé nó ca hay dễ thương vậy đó mà nỡ lòng nào loại nhỏ. Hồi nãy em nói em ghẹo nó thôi chứ em biết rồi, nó ca trời, được. Nãy ghẹo hả? Vậy mà không nói trước, trời ơi. Chú tưởng nói thiệt. Ôi trời ơi, mẹ cám. Anh cứ thử tưởng là Thành nói thiệt. Đúng rồi, tại vì nói là liếc liếc vậy tụi tôi mới căn cứ vô cái đó mới bắt đầu mới loại. Câu chuyện hồi nãy anh kể em nghe rồi nha. Đây là người muốn loại chứ không phải em nha. Nhìn cái mặt con bé là giống như Quỳnh Mến, đúng không? Người trong nghệ thuật, nhìn tươi. Dạ. Em xin chào anh Trấn Thành, anh Trường Giang, anh Trúc Nhân, anh Trọng Hiếu, anh Bum và chị Nam Thư, và chào chú Đại Nghĩa. Em ơi, có hai điều anh đính chính. Đây là anh Đại Nghĩa chứ không phải là chú Đại Nghĩa. Điều dạ. Thứ hai là anh này là anh Bum, còn Bum là đây. Khi mình hát ra đó, cái giọng ca mình có cá tính nó sẽ làm cho mình được nhận diện dễ hơn so với là nhiều cái bạn khác. Thì anh nghĩ là em đang đi đúng đường, em có cái cá tính riêng của em. Mà có chắc gì người ta đi làm ca sĩ đâu đúng đường. Không, chắc chắn anh. Không hát như đâu. Vậy là phải làm, giới thiệu cho phải mê làm ca sĩ rồi. Xin chào tất cả mọi người ạ. Em tên là Nguyễn Trà Như Nghĩa. Em đến từ Phú Yên. Tên gì, tên gì? Như Nghĩa. Nguyễn Trà Như Nghĩa. Như Nghĩa. Em đến từ Phú Yên ạ. Năm nay em 18 tuổi, hiện tại em đang là sinh viên của trường Đại học Công nghiệp. Rồi có đi hát không cưng? Một tài năng chớm nở. Dạ, đây là show đầu tiên. Show đầu tiên. Show đầu tiên của em mới nhỏ. Vô Sài Gòn được 2 tháng thôi. Mới có 2 tháng. Đáng lẽ con nhỏ sẽ được ghi dấu lại, lưu lại, sẽ được hát lấy một trong những thần tượng của mình là một anh Trúc Nhân, là một anh Trọng Hiếu. Để con bé được nhìn về bà con Phú Yên. Vậy mà nỡ lòng nào anh Trấn Thành bắt nhận con nhỏ nhiều chuyện. Con nhỏ buồn quá trời buồn rồi kìa. Nè, nãy con có liếc Trọng Hiếu phải không? Con có nhìn Trọng Hiếu đúng không? Là tại vì mê đó, đúng bởi không? Vì nhìn Trọng Hiếu ánh mắt mê đắm. Dạ, Nam Thư mới loại đó. Dạ, em fan Trúc Nhân. Sao em fan Trúc Nhân? Fan Trúc Nhân hả? Bây giờ nè,
Hát thử một câu của Trúc Nhân nghe coi, nếu được chọn hát chung Trúc Nhân hát làm sao đâu. Đừng theo người đó em ơi em mà, đừng gây thù oán đau lòng mẹ cha. Trong yêu em cứ níu kéo vô vọng làm chi, vì sớm hay muộn rồi thì anh ấy cũng đi. Yeah. Ok, rồi cảm ơn con và đến với chương trình ngày nay. Chào tạm biệt Như Nghĩa. Cảm ơn mọi người ạ. Đây là sự lựa chọn của đội Trường Giang là sai. Để coi sự lựa chọn của đội Trấn Thành, anh chàng số 2 đúng hay không nha. Mời em. Sao em có cảm giác là anh hát hay, mà anh còn thích hát mấy cái dòng nhạc mà hơi rock một tí nữa. Thì trong này trên cái dàn đội hình chúng ta chỉ có 3 nam, thì chắc chắn trong 3 nam này phải có một người hát hay. Hiểu nghĩ là bạn ấy thích hát nhưng mà không hát được, mà có thể là hát ở trong nhà tắm một mình thôi. Em có cảm giác là bạn này sẽ hát không hay. Trở về đây lúc đêm mơ, tôi trở về đây lúc đêm mơ. Giăng mắt trời mây phố xưa buồn tay, gót mòn giữ hương ngày xưa, bao nhiêu kỷ niệm tan vỡ một tình yêu. Tôi trở về đây dưới con đường xưa, vâng bóng người thương cố nhân về đâu, tiếng buồn đâu đây vòng đưa, công viên lạnh lùng hoang vắng ngon đèn đêm cứ. Ai vậy? Em Chị em. Tôi trở về đây dưới con đường mưa. Ừ. Đà lắm rồi em. Nhưng trong lòng anh trời ơi, cái gì vậy? Hồi nãy thằng bé nó hát xong bài câu, cái thằng Hiếu nó ghé được hai em mà nó nói rất chân thành nha. Nói gì? Anh Thành, anh có nghĩ là mọi người biết bạn ấy hát dở chưa, hay là mọi người vẫn tưởng bạn An đang hát hay đi? Nó hỏi rất chân thành đấy. Anh có nghĩ là mọi người biết là bạn ấy đã hát dở chưa? Trời ơi Hiếu ơi, Hiếu đáng ơi, yêu quá. Mọi người mù nhạc hết vậy. Cái giọng rất khỏe nha, mà hát chắc quá. Mọi người biết em tên gì? Dạ, xin chào tất cả mọi người trong trường quay này. Và em tên là Nguyễn Nhật Tân. Và thật ra thì em là rapper, chỉ là chuyên vấn đề rap. Và về vấn đề kỹ thuật, chứ còn hát pop thì nó kiểu không xử lý được. Nhưng mà hát rap thì nó cũng phải có nhịp chứ. Đúng rồi, đúng rồi. Sau hồi nãy em vô nó cũng trật nhịp lơm la vậy cơ. Bài thử rap thử coi. Em chỉ hát được bài của anh Trúc Nhân thôi. Đâu thí dụ coi nè. Rồi cái đoạn rap bài sẽ mắc chưa anh nhớ. Ôi ta đẹp cái bài. Rồi vô. Sẵn. Anh ta trông thật yêu, yêu còn nhìn em trông thật éo. Ôi từng nhìn em là một giấc mộng đẹp, nhưng em cuối cùng lại khóc thức dịp cái gối nè. Nào sao em biết bên mối nặng gối không ghen. Anh không phải là người hay ghen, anh chỉ nói cho em biết là em còn phèn. Em không đẹp anh trông bình bình, anh chỉ là những thứ là của mình. Anh xinh xắn em trông đúng đắn, nên đừng thấy đầu khi anh còn ngây ngắn nha. Quá đáng lắm luôn á.
Ủa sao lạ vậy? Em là người thích rap hay là em là rapper luôn? Nó không có vô dịp gì luôn. Đó đó, anh muốn hỏi nè, là em thích rap thôi hay là em có đi diễn luôn rồi là rapper luôn? Cũng là rapper nhưng mà em chỉ hát được và em chỉ đúng nhịp được khi mà đứng cạnh Trúc Nhân. Gì kỳ vậy? Trúc Nhân ngồi đây hát còn trật nhịp vậy đó. Mà hồi nãy em còn đoán bài hát nhạc rock nữa kìa. Hồi nãy em thấy vàng dựng ra em tưởng hát Ngọn Lửa Cao Nguyên hay như là thấy bạn ấy tướng tá cũng dạm dở nó dạ. Trúc Nhân nghĩ rằng là em hát rock mạnh mẽ. Em tưởng tượng là đây với Trọng Hiếu mà song ca chắc hợp lý lắm á. Em lúc đầu em tưởng tượng vậy đó. Hồi nãy tôi nhìn tôi tưởng bạn hát Một Đời Người Một Rừng Cây. Nhưng mà ai ngờ. Cảm ơn em đến với chương trình. Chào em nhé. Hãy cùng chúng tôi đến với vòng 2 của chương trình. Vòng 2 mang tên Siêu Diện. IV Moda hân hạnh đồng hành cùng chương trình.